Xin chào các em sinh viên, ờ, hôm nay cô sẽ giảng bài giảng Online 5 với tên chủ đề Phương pháp soạn thảo biên bản và báo cáo à, Biên bản và báo cáo là một loại văn bản hành chính thông thường thuộc về văn bản quản lý nhà nước Và với cái bài giảng này chúng ta sẽ tìm hiểu về à, nghiên cứu về mục tiêu của môn học à, Thứ nhất là hiểu được kỹ thuật ghi và trình bày biên bản à, Mục tiêu thứ hai nắm được phương pháp soạn thảo và trình bày báo cáo à, Mục tiêu thứ ba là vận dụng thực hành soạn thảo được biên bản và báo cáo ở phần đầu tiên cô sẽ trao đổi với các em về kỹ thuật ghi và trình bày biên bản Thì nó đến biên bản là một loại văn bản mà chúng ta có thể thấy rằng thường ban hành trong hoạt động của các cơ quan đơn vị hiện nay Do vậy phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm về biên bản là gì Biên bản được gọi là một loại văn bản hành chính thông thường dùng để ghi chép tại chỗ những sự việc đã và đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan đơn vị tổ chức và khi nói đến biên bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là nói đến cái sự phân loại biên bản ở đây thì dựa trên các tiêu chí khác nhau thì có các loại biên bản khác nhau à, ví dụ có biên bản về cuộc họp hội nghị à, biên bản hội nghị cuộc họp thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái hoạt động của một cơ quan đơn vị tổ chức thì uh, trong một năm luôn luôn thực hiện cái hoạt động mà trao đổi thông tin giữa người chủ thể với đối tượng quản lý của mình và thông qua các hội nghị cuộc họp thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái văn bản thường xuyên được ban hành đó chính là biên bản à, cô lấy ví dụ như là biên bản của hội nghị cán bộ công nhân viên chức hoặc là cái biên bản về hội họp ở mỗi cái cuộc cuộc họp về việc nâng lương hay là cuộc họp về vấn đề về báo cáo tổng kết công tác hoạt động của một cơ quan đơn vị thì thường trong hoạt động của các cơ quan đó thì chúng ta thấy rằng luôn luôn ban hành biên bản. À, phân loại thứ hai ở chúng ta thấy rằng là một cái loại biên bản nữa đó là chính là văn bản biên bản về hành chính, biên bản hành chính ví dụ như là biên bản về bàn giao công việc hay biên bản về nghiệm thu thì đấy chính là biên bản về hành chính. À, bên cạnh đó thì biên bản còn có một loại biên bản pháp lý ví dụ như biên bản về pháp lý đó là biên bản về xử lý vi phạm hành lang giao thông à, khi các cá nhân tổ chức vi phạm hành lang giao thông thì sẽ cơ quan chức năng sẽ thử, thực hiện hoạt động lập biên bản pháp lý này và một cái biên bản nữa chúng ta có thể thấy thường xuyên ban hành trong hoạt động uh, của các cơ quan đơn vị tổ chức đó là biên bản xử lý uh, vi phạm luật giao thông đường bộ Việt Nam uh, đối với các cá nhân tổ chức không thực hiện đúng theo quy định nghiêm túc của luật giao uh, thông đường bộ Việt Nam và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ